Mình vừa qua đến Thái Lan. Qua đây nhiệm vụ đầu tiên là phải mang cái passport đi lấy một cái sim. Kiểu như mình giống như mất sim là mất địa bàn. Hết 450.000 cho 15 GB. Đây cái xe đỏ mình vừa để đó đó nhá. Bây giờ xếp đồ lên xe đỏ nó đi ra hôm. Hai xe lận. Ok ok. Anh gọi là như giỏ luôn. Ok, no no chết chết. Ok, được chưa? Rồi, tiêu nghiệp okay hết, tiêu ok hết. Lần trước mình qua Thái bị quên đồ đang quay sân bay đấy. Quên đến cái xe này á. Sau đến khi chạy ra lấy phần con quên, không bị mất. Bên này ít trộm vặt lắm. Họ có trộm thì họ trộm cái bự bự thôi. Chứ anh cũng chạy thật. Ôi đó. Đấy còn một ghe nữa nè, hình như là ghe sống đấm á, đúng không? Ghe sống, ghe sống ăn mấy cái món đấm té đè té đè té đè té đè té đè một phát cái ghế hả? Nè nè. Kim bao thần. Kim đưa thăng của chú đây. Ớt này. Rồi là tránh cà chua tùm lúm tùm lè hết luôn. Hả? Không tầm màu quả luôn. Đâu còn hình tay không? Từ luôn nhá. Ok. Cùng ngon á. Nó. Ok, thank you. Té này, té này. Wow. Thì rất là thơm nhá. Thơm, ngon. Nhưng mà đau bụng hay không thì không biết. Đến Thái Lan mà không thử cái món này là rất có lỗi với Thái Lan. Nhưng mà em sẽ nhường quyền cho anh ăn nhá. Okay. Em đang cho con ngủ cho nên là sẽ không ăn mấy món này. Trong này mình thấy có rất là nhiều thứ, có cái đu đủ là dễ ăn nhất này. Cái đu đủ thì chắc là không đau bụng không? Giống y như kiểu mùi vị mà mắm hay ruốc của nhà mình á. Vâng, này, thử qua con ghẻ này. Mình bình thường ăn đồ sống rất là tốt nhưng mà chưa bao giờ thử qua cái kiểu này. Không biết là có ổn hay không. À. Mùi có vẻ tùm tùm á. Chuyện này lành ít dữ nhiều rồi. Không. Không bỏ qua, mình nghĩ là người Thái họ ăn được thì mình cũng ăn được mà. Có gì ghê gớm làm đâu nhưng mà ngon. Đấm thử không?
Ăn đi em. Ăn đi. Rồi. Rồi, ăn đi. Làm. Mà nào ăn đùa mình chuyển qua ăn bốc của nó. Ngon nhá. Không biết là mình còn nên ăn nhiều hay không nhưng mà ngon. Đây, làm thêm con ghẻ nữa đi. Thử đi Tâm, thử không? Dạ, ngon. Ngon đúng không? Dạ. Cái món này rất là giống mấy cái món miền Tây đúng không? Cả là ok á. Wow, chắc ngọt. Bột lười còn cứ kiểu cũ thôi. Không có cái kiểu nào mà chắc hơn kiểu này hết. Sâu vào đây. Thấm tí nước nguyên thủy vào này. Ok. Này, buộc xong cái mũi buộc là phải dùng cái kim lơ cá này mà cắt này, kim thương mà cắt nó không nhảy cả đâu. Xong. Mình sẽ bắt một con cá vô cơ trong vòng 30 giây đến 1 phút cho anh em xem. Combo sẽ teo là 8.000 này, dù này, cần này. Bắt đúng 1 phút quay đầu, solo 1-1, lên bờ. Cứng cái mức còn đó nè. Ngắt lên đây này. Mình sẽ dùng cái kiểu này đánh tay đố với con cá luôn. Rồi này cá nhỏ lắm, nhiều nhỏ. Nhỏ. Không cho chạy luôn. Ô kéo hắn lên cỏ luôn. Khỏi chạy. Vô cơ. Bắt 10 giây thôi. Hắn vào thế đâu, hắn không chạy được. Hắn vào thế đâu. Đứng. Hắn ra lên thắng. Ô không. Hắn ra rồi. Ôi. Chưa kịp nó phết. Ô. Ô đứt luôn kìa chứ. Ê, vô cơ đứt cả tống các bác ơi. Xem không? Ô. Ô đứt luôn kìa chứ. Lần đầu tiên đi câu mà bị hứ cả tông lao. Mấy con cá đi. Kinh khủng thật. Mình chỉ tuột thôi, không hư được. Ok. Dính nó cũng. Tống rồi. Không phải đâu. Tống rồi. Ơ chưa tống. Hắn chạy vô. Hắn chạy vô. Hắn mất dạy lắm. Tưởng là bóng. Cứ tưởng bóng nhưng mà không phải bóng. Nghe cứ khục một cái là tung bóng.
Gì đó? Giống cậu con rầm. Ôi, không phải em không ơi, không phải em thôi. Ngồi cho mát đi mà. Quá là mệt luôn á. Ôi. Ôi. Đó. Cứ kêu mình vô cân bơ thôi. Hắn lại chạy ra đi. Đó. Hắn lại giống bóng. Nhưng mà thực tế là hắn chưa mất. À, hắn ta hay là mất rồi tẩy. Ôi mất rồi. Người nước ngoài này cao 1m8, 1m9, nặng cả 100kg. Mà nó bắt con cá này tầm 1-2 tiếng mới xong. Người Việt Nam bắt con cá này chỉ 1 phút thôi. Rồi, rồi. Ui. Leader. Còn leader luôn. Ừ. Wow. Trộm. Dùng xét này bắt sống gà không chạy không. Ép được hẳn lên đến mặt nước là hẳn không chạy đâu. Tay răng mà em ép mạnh lắm đấy nhá, mà răng hình lấy đứt dây hai lượt luôn thầy. Tại vì là em không ép được cho hắn lên trên mặt, hắn mà nổi hẳn trên mặt nước á thì là hắn không bơi được. Cái hồi dễ bắt hơn, còn để hắn mà đã ở dưới nước rồi thì thua. Không có cách gì mà bắt nổi hắn ở dưới nước đâu. Hai phát của em đều là bị đứt dây hoàn toàn. Chứ không phải là bị bóng hay chim nhá, toàn đứt dây cả. Và trong khi sử dụng cái dây này cực kỳ khỏe rồi. Rồi bây giờ anh thử cho em xem cái cách gọi là bẩy lên như nào. Cái này phải gọi là cực khỏe mới có thể cấu được. Còn sức con gái thì chịu. Đánh cái kiểu mà cường tay đối 1-1 này á, là mình phải nắm được cái nhịp con cá nhá. Với cái set này nếu mà người không biết đánh là coi như là tán tanh cả cái set luôn. Nhưng mà mình biết được cái nhịp, ví dụ cái nhịp nó ra thì mình phải theo nó một tí, nó vào thì mình phải lập tức là cho nó vào ngay thì là bắt ok. Còn là cứ mà cương tay đôi theo cái kiểu mà giật này là không có cân máy nào chịu nổi hết á. Cái máy này là 10 mấy 20 triệu này,
Nếu mà đánh không biết đánh là tan cái máy luôn này. Yên tâm. Rồi bây giờ mình sẽ thể hiện để anh em xem là nhịp nhàng, nhịp nhàng. Ngày trước câu mấy con vô cơ này mình phải mất 1 đến 2 tiếng mới lên được một con. Sẽ tèo là 8.000 này, dù này, cân này. Đây rồi. Khỏi chạy nhá. Phải chạy chọt đi đâu rồi hết á. Không cho chạy luôn. Không cho chạy luôn. Không cho chạy luôn. Họ phải chạy. Quýt. Wow. Cái xe teo lá của mình nóng ran luôn. Đảo quá. Chụp phẩm nhá. Để Yến nhá, em chụp anh phát nhá. Rồi, mình sẽ thả luôn nhá. Đi đi em. Rồi, người tỏ chưa. Rồi.